Các bạn đang nghe tác phẩm Việt Sử Toàn Thư tác giả Phạm Văn Sơn thực hiện ban biên tập trang web việt sử.org năm 2021 phần 3 chương 7 tiếp theo 3. Trần Anh Tông 1293-1314 Nhà Trần kể từ vua Thái Tông đến Anh Tông là một giai đoạn cường thịnh nhất vua thời đáng liệt vào hạng thánh bề tôi và bậc thần nên đã lập được những sự nghiệp bất hủ trong sử sanh sử gia trần trọng kim chia đời trần làm ba thời kỳ để đánh dấu tính cách đặc biệt của mỗi thời kỳ thật là xác đáng a thời kỳ thứ nhất là thời kỳ hết sức oanh liệt và có nhiều việc khó khăn b thời kỳ thứ hai là thời kỳ thái bình yên trị Tuy thỉnh thoảng cũng có các cuộc phiến động ở nơi biên viễn. C. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ họ trần xuống dốc dần để tới chỗ cáo chung sứ mệnh lịch sử. Thay vua Nhân Tông là Thái tử Trần Thuyên, tức vua Anh Tông. Anh Tông khác với các tiên đế ở chỗ tính tình phóng túng. Và tuy ra cầm vận mệnh quốc gia giữa lúc trẻ tuổi, nhưng nhà vua có điểm khả quan là có tinh thần cấp tiến viết bài trừ các điều dị đoan hủ bại có những đêm ngài lẻn ra ngoài hoàng cung để chơi phiếm một đôi khi bị kẻ vô lại chạm đến ngài lại hay uống rượu một hôm thượng hoàng nhân tông từ thiên trường về kinh các quan đều có mặt ở nơi đón tiếp duy chỉ thiếu có nhà vua lúc này ngài đang say nằm ngủ không ai dám đánh thức thượng hoàng giận lắm liền truyền xa giá lập tức trở về thiên trường và hạ lệnh cho các quan phải về đấy để bàn việc anh tông tỉnh giấc biết tin sợ quá vội vàng chạy theo ra khỏi cung ngài gặp đoàn nhữ hải khi đó còn là một học trò ngài mượn nhữ hải làm ngay bài biểu tạ tội rồi cùng nhữ hải ngày đêm về tới thiên trường Thượng Hoàng xem biểu xong của trách một hồi, rồi tha tội cho anh Tông. Trở về kinh, đoàn Như Hải được phong làm ngự sử trung tán, và từ đấy vua anh Tông không uống rượu nữa. Theo cổ tục, các vua An Nam đều lấy tràm, vẽ rồng vào đùi. Vua anh Tông không chịu theo phong tục đó. Thượng Hoàng có lần dục nhà vua. Người nước ta vẫn vẽ mình để nhớ lấy gốc nhà vua phải theo tục ấy mới được bề ngoài vua anh tông vâng lệnh nhưng rồi thượng hoàng bận việc quên đi ngài cũng lờ luôn không cho vẽ nữa từ đấy về sau các vua chúa của ta cho việc bãi bỏ cổ tục vẽ mình của vua anh tông là hợp lý nên phong tục này không còn nữa vua anh tông đau nặng hoàng hậu cho mời thầy tăng cầu đảo làm lễ xem việc sinh tử của ngài nhà vua cự tuyệt nói Thầy Tăng đã chết đâu mà biết được việc chết. Vua Anh Tông ham vẽ, Ngài làm được tập thủy vân tùy bút. Khi xăm mất, Ngài cho đốt đi. Tóm lại, vua Anh Tông là một ông vua có hiếu và thông minh. Nhờ vậy, việc triều đình thời đó được tốt đẹp, phép nước được nghiêm trang, việc văn học mở rộng, dân chúng được no yên, thật là một thời thịnh đạt các đại thần đều là những người trung chính như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn. Dưới đời anh Tông, mấy việc quan trọng đã xảy ra. Thượng tướng Trần Quang Khải, người anh hùng trong trận Trương Dương mất năm giáp ngọ, tức năm 1294. Hưng Đạo Vương tạ thế ngày 20 tháng 8 năm canh tí, tức năm 1300 về phía tây nam nước ta bị giặc lào thường hay quấy nhiễu ở hai địa phận lân cận là thanh hóa và nghệ an vua anh tông mấy lần tự đem quân đi đánh dẹp quân lào rút về nhưng lợi dụng được thế rừng núi hiểm trở ẩn nấp dễ dàng nên luôn xuất hiện quan quân về thì họ lại sang cướp phá mặc dầu có lần họ bị giết hại rất nhiều sau so đến phạm ngũ lão xuất binh thanh nghệ mới được yên ổn trở lại với chiêm thành từ khi nhà trần giấy nghiệp không có động dụng đến binh đao vua nhân tông sau khi đánh dẹp giặc lào trở về liền đi tu tại chùa võ lâm chùa này lấy tên làng võ lâm là nơi dựng chùa thuộc phủ yên khánh tỉnh ninh bình sau về yên tử sơn tức quảng yên năm tân sửu 1.301 Ngài qua Chiêm Thành du lịch, gặp Chiêm Vương và Chế, và Chế Mân. Gặp Chiêm, Chiêm Vương là Chế Mân, Ngài hứa gả huyền chân công chúa. Sau khi Ngài trở về, Chế Mân cho sứ mang vàng bạc và các quý vật sang cống cùng xin cưới. Triều đình nhiều người không tán thành cuộc tình duyên Việt Chiêm này. Chế Mân phải dâng hai châu ô và lý, tức là địa lý và bố chính để làm lễ cưới. Bây giờ, vua Anh Tông và Triều Đình mới quyết định. Tháng 6 năm Bính Ngọ, 1306, Huyền Trân lên đường. Năm sau, Trần Triều thu nhận hai châu này đặt tên mới là Hóa Châu và Thuận Châu. Đoạt Nhữ Hải được cử vào việc thiết lập buồng máy cai trị ở đây. Huyền Trân công chúa cùng chế mân sum họp chưa được một năm, thì chế mân tạ thế. Theo tục trên thành, vua mất các phi hậu phải lên giàn hỏa chết theo anh tông được tin liền phái trần khắc trung mượn tiếng sang viếng thăm rồi lập kế đưa được huyền chân về nước việc này có lẽ đã gây mối bất bình trong lòng người chiêm nên chế trí lên kế nghiệp chế mân ít lâu thì có sự bãi bỏ lời giao ước cũ rồi người chiêm đã dùng võ lực cướp lại đất đai dùng làm lễ cưới huyền, huyền chân công chúa khi xưa Trần Triều phản ứng liền, vua Anh Tông cùng Huệ Võ Vương Trần Quốc Trân và nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư kéo ba đạo quân tới đất Chiêm. Nước Chiêm thua trận, quốc vương bị bắt đem về An Nam. Vua Anh Tông cử em chế chí là chế đà A à bà lên thay. Chế chí bị giam lỏng ở Gia Lâm và được phong làm hiếu thuận vương. Chẳng bao lâu thì mất, vua cho hỏa táng và từ đó mối thù Việt Chiêm càng ngày càng lớn năm mậu thân 1308, nhân tông mất ở chùa Yên Tử. Sáu năm sau, anh tông lên làm thái thượng hoàng, về nghỉ ngơi ở thiên trường. Đến năm canh thân 1320 thì qua đời. Thái tử mạnh lên ngôi năm giáp dần 1314. Vua Anh Tông trị vì được 21 năm, thọ 54 tuổi. Việc gả huyền chân công chúa cho chiêm vương về việc gả huyền chân công chúa cho chế mân tới khi người đẹp trở về đất Việt. Các thi nhân và văn gia đời sau đã viết nên nhiều giai thoại. Các giai thoại này viết này rất được truyền tụng. Xin kể ra đây một bài đường luật của Hoàng Thái Xuyên về cuộc băng giao Việt chiêm thỏa ấy. Đổi trác xưa nay khéo nực cười, vốn đà chẳng mất lại thêm lời, hai châu ô lý vuông nghìn dặm một gái huyền chân đáng mấy mươi lòng đỏ khen ai lo việc nước môi son phải giống mãi trên đời châu đi rồi lại châu về đó ngơ ngẩn nhìn nhau một lũ hời và cũng do nguồn cảm hứng này bài ca Nam Bình ra đời đến nay còn du dương giữa, giữa cung đàn nhịp phách bên bờ sông Hương tác giả đã dùng lối văn tự sự tả nỗi lòng bi đát của nàng rất là tế nhị nước non ngàn dặm ra đi mối tình chi mượn màu son phấn đều nợ ô ly đắng cay vì đương độ xuân thì số lao đao hay là nợ duyên gì má hồng da tuyết quyết liều như hoa tàn trăng khuyết vàng lộn với trì khúc lý tao cớ sao mà mường tượng nghe thường thấy chim hồng nhạn bay đi tình tha thiết bóng dương hoa quỳ nhắn một lời mân quân nay chuyện mà như nguyện đọng vài phân vì lợi cho dân tình đem lại mà cân đắng cây trăm phần ngoài ra thế nhân có câu ca dao rất chua chát thương xót cảnh ngọc lầm cát bụi vàng lộn với trì tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng mán thằng mường nó leo về việc, vua, về việc vua nhân tông thượng hoàng và triều đình của ngài quyết định gả huyền chân cho chế mân ta thấy rõ rệt việc hôn nhân này đã vì lý do chính trị hơn là bởi trần triều muốn lấy hai châu ô lý để mở rộng cương thổ nước ta khi tượng hoàng hứa gả huyền trân thì chỉ là vấn đề thắt chặt tình thân thiện việt chiêm đâu có đả động đến việc đem ả thuyền quyên đổi lấy hai châu địa lý và bố chính sự thực vua nhân tông thấy chiêm thành cho đến thời đó là một dân tộc hiếu chiến và cũng hùng cường không kể từ đầu thế kỷ thứ nhất họ từng đem quân quấy nhiễu nước ta trong hai lần chót quân Mông Cổ xâm lăng Việt Nam, một lần chiêm A Tòng với Mông Cổ đánh thốc vào hậu tiến của quân ta, một lần chiêm thành hợp với ta chống lại Toa Đô. Vậy chiêm có thể là một điều lợi hay hại, Gà công chúa cho chiêm vương, vua chúa nhà Đông A không ngoài ý dùng chiêm làm phên dậu và bớt thêm một kẻ địch luôn luôn rình ở kẽ nách, không phải là không nguy hiểm. Đó là chính sách Nam Thùy nhà lý trước đây muốn bình chướng về tả giang đã gả nhiều công chúa cho các châu mục ở thượng du bắc việt trần triều gả huyền chân lại được làm mẫu quốc chiêm thành thì lại càng nên lắm còn chuyện đòi hai châu ô lý chỉ là nhân dịp tốt để mở rộng cương vực chứ không phải là vấn đề chính duy việc trần khắc trung lập mưu đưa huyền huyền chân trở về nước sau khi chiêm vương qua đời muốn sao ta cũng phải nhận là một việc bất tín với chiêm thành thì phản ứng của tức chiêm là dễ, là lẽ dĩ nhiên và chính đáng chỉ tiếc cho họ vì hèn yếu nên phản ứng đó chỉ đưa thêm lại sự bất lợi còn về thi ca trong dịp này ta nhận thấy dân tộc ta đối với chiêm quốc có một sự kiêu hãnh rõ rệt một sự kiêu hãnh thường có giữa kẻ lớn đối với kẻ nhỏ cũng như thái độ của bắc triều đối với các tiểu quốc chẳng vậy trong các bài thi ca trên đây đã có những câu ngơ ngẩn nhìn nhau một lũ hời vân vân hoặc vàng lộn với chì để cho thằng mán thằng mường nó leo đã mất người mất của lại còn bị khinh bỉ người chiêm vì được nghe lời ca dao hay các bài thơ bài ca trên đây không khỏi có sự buồn tủi còn người việt đã thắng một canh bạc không lương thiện lắm lại còn ra bộ não nùng xót xa cuộc băng giao Việt Chiêm trong giai đoạn này quả là một thiên bi hài kịch. Duy có một người để nói một điều gì đó là huyền chân công chúa bởi nàng đã là một nạn nhân của một tấn tuồng chính trị. 4. Trần Minh Tông, 1314 đến 1329. Thái tử mạnh lên ngôi lấy hiệu là Minh Tông. Với Minh Tông, hùng khí của họ Đông A không còn nữa từ năm Đại Khánh 1314 đến năm Đại Trị 1358 là năm Minh Tông qua đời. Trong khoảng thời gian này các danh thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng lần lượt mất cả. Sự tiến bộ của dân tộc ngưng hẳn lại, không có một việc gì mở mang đặc sắc, vua quan chỉ lo hưởng cuộc thái bình của tiền nhân để lại. Tuy vậy, khi Minh Tông ở ngôi, nước còn được yên ổn và chưa đáng bi quan lắm về phía Bắc mặc dầu có một vài sự lôi thôi trong việc phân chia địa giới với Trung Quốc nhưng sau cũng đi đến chỗ ổn thỏa. Về phía Nam từ ngày chế trí bỏ xương trên đất Đại Việt người chiêm rất căm giận thường có những cuộc quấy rối ở các nơi kế cận của ta. Năm Mậu Ngọ 1318 đại quân của Huệ Vũ Vương Trần Quốc Trân và tướng quân Phạm Ngũ Lão tấn công vào đất hời. Chiêm vương chế năng bại trận bỏ thành chạy trốn việc chính trị không có gì mới lạ hay đặc biệt. Duy năm Ất Mão 1215, triều đình cấm mọi việc tranh tụng trong dân chúng cùng họ. Năm sau có việc xét định lại cấp bậc các quan văn võ. Năm Quý Hợi 1323 có mở khoa thi Thái học sinh. Người chúng khoa thi này ngang với chức tiến sĩ các triều sau. Cùng năm ấy, triều đình chính thức cấm binh sĩ vẽ mình. Từ đấy về sau này bị bãi bỏ hẳn. Mọi việc không hay xảy ra dưới đời vua Minh Tông đó là chuyện giết oan Huệ Võ Vương Trần Quốc Chân một lão tướng từng lập được nhiều chiến công từ thời Thạc Kháng Nguyên cho đến các vụ trinh phạt chiêm thành sau này. Trần Quốc Trân là thân sinh của Hoàng hậu. Hoàng hậu lâu không sinh Hoàng Nam, triều, triều thần bấy giờ chia ra làm nhiều phe. Phe muốn làm giảm bớt thế lực của Huệ Vũ Vương, xin lập Hoàng tử Vượng, con bà Phi lên làm thái tử do văn hiến hầu trần khắc trung cầm đầu phe huệ võ vương xin chờ thái hậu có thai rồi mới bàn đến việc lập ngôi thái tử để hạ địch thủ phe văn hiến hầu dùng một độc kế mua chuộc tên trần nhạc đầy tớ của huệ võ vương bằng một trăm lạng vàng trần nhạc tố cáo huệ võ vương mưu phản kết quả huệ võ vương bị đem giam vào chùa tư phúc được minh tông nghe trần khắc trung đề nghị cấm luôn việc tiếp tế cơm nước cho huệ võ vương có ý để huệ võ vương chết đói lấy cớ rằng bắt hổ thì dễ tha hổ thì khó hoàng hậu đến thăm cha biết mưu gian của bọn trần khắc trung mặc áo ướt vào ngục rồi cởi áo này cho cha vắt lấy nước uống vị lão tướng uống xong rồi chết sau này vì chuyện ghen, ghen tuông với vợ lẽ vợ cả trần nhạc đi tố cáo mưu gian kể trên bấy giờ triều đình và dân gian mới hiểu nỗi oan của người quá cố bình luận về Minh Tông sử Tần trước đây cho ngài là một ông vua nhân hậu thương dân yêu nước nhưng thiếu sự sáng suốt nên đã mắc vào nhiều việc sai lầm lớn lao và cũng do đó triều Trần đi gấp tới chỗ suy vong Minh Tông ở ngôi đến năm ất Tị 1329 thì Thái tử Vượng thay ngài để ngài lên làm Thái thượng hoàng theo thủ tục bốn Trần Hiến Tông 1329 đến 1341 Vua Hiến Tông lên làm vua mới 10 tuổi và ở ngôi 13 năm Có thể coi triều đại của Hiến Tông gần như không có gì đáng kể trên thực tế Vì mọi việc định đoạt đều ở tay Minh Tông Thượng Hoàng cả Trong giai đoạn này xảy ra hai việc xâm phạm bờ cõi Giặc Ngưu Hống và Giặc Lào Vua Hiến Tông lên ngôi chưa được bao lâu thì dân mường Ngưu Hống ở mạn sông Đà nổi loạn. Thượng Hoàng đem quân đi đánh dẹp, người ngưu hống ở trại chiêu chiêm chiêu, đưa thư đến trá hàng. Bề khác đạo quân của triều đình từ Thanh Hóa tiến ra bị chúng phục kích ở giữa đường rừng núi, nên đạo quân này phải thua chạy. Sau đại quân đánh dữ dội nhiều nơi, thanh lừng lẫy, giặc ngưu hống phải rút cả vào các vùng lâm lũng, giặc tuy thua nhưng vẫn không trừ dứt được. Sau này đến năm Đinh Sửu 1337, Hưng Hiếu Vương chém được tù trưởng của họ ở trại Trịnh Kỳ, giặc Ngưu Hống mới chịu yên hẳn. Giữa khi quân Ngưu Hống quấy rối miền sông Đà thì giặc Lào cũng phá phách ở mạn Thanh Nghệ. Năm giáp tuất 1384, Minh Tông Thượng Hoàng lại phải xuất trinh. Ông Nguyễn Trung Ngạn làm phát vận sứ được cử vào Thanh Hóa trước để lo vấn đề lương thực còn đại quân tiên tiến sau. Uy thế nhà Trần còn mạnh nên khi đại quân vào tới Kiềm Châu, thuộc huyện Tương Dương, Nghệ An, giặc bỏ chạy hết. Ông Nguyễn Trung Ngạn được cử làm bài bia trên núi để kỷ niệm chiến công. Bài bia này to chữ to bằng bàn tay khắc sâu một tấc đến nay vẫn còn và dịch nôm ra như sau. Trương Nghiêu văn chết Thái Thượng Hoàng và vua thứ sáu đời nhà Trần nước Hoàng Việt chịu mệnh trời thống nhất cõi Trung Hạ trong đất ngoài bể đâu cũng thần phục nước ai lao nhỏ mọn kia dám ngạch vương hóa cuối mùa thu năm ất hợi vua thân đem sáu quân đi tuần cõi tây thế tử nước chiêm thành nước chân lạp nước tiêm la và tù trưởng các đạo quỳ cầm sa lạc quỳ cầm sa lạc tù trưởng dợ bồn man mới phụ và các bộ mán thanh sa đều mang phương vật tranh nhau đón giếc đón rước chỉ có tên nghịch bổng cứ giữ mê tối sợ phải tội chưa lại chầu ngay cuối mùa đông vua đóng quân ở cánh đồng cự thuộc châu mật sai các tướng và quân dợ mọi vào tận nước nghịch bổng theo gió chạy trốn vua mới xuống chiếu lui quân bấy giờ là ngày tháng chạp nhuận năm ất hợi niên hiệu khai hữu thứ bảy khắc vào đá Cứ như lời bia, việc dẹp giặc Lào bây giờ có vẻ hống hách lắm, nhưng sự thực đại quân chưa ra khỏi đất loạn, tình trạng lại rối ren như cũ. Còn nói các thế tử chân lạp tiêm la qua trầu cũng chỉ do cách hành văn trang trọng trong một bài bia ký mà thôi. Thỏa đó, ảnh hưởng của dân tộc chúng ta chưa lan tới hai nước này. Qua năm sau, Thượng Hoàng lại đem quân đi đánh giặc Lào, vì giặc lại sang cướp phá ở ấp Nam Nhung, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An kinh lược sứ tỉnh An Đoàn Như Hải được cử làm đô đốc chư quân có ý khinh thị quân giặc nên kém sự đề phòng. Quân của ông qua sông Tiết La thuộc ấp Nam Nhung thì bị sương mù. Quân phục binh của giặc ùa ra đánh ta trong khi ta bất ngờ. Quan quân chạy xuống sông chết đuối rất nhiều. Chủ tướng họ đoàn cũng bị vùi xác dưới nước. Xét ra từ vua Anh Tông đến Nhân Tông sau này tới Minh Tông cứ năm ba năm lại một lần các vùng biên cảnh Tây Nam nước ta bị giặc Lào nhũng nhiễu. Giặc Lào chỉ cướp phá các miền này và không dám đi xa hơn vì không đủ lực lượng như Chiêm Thành. Ngoài ra, giặc biết rằng lìa khỏi miền rừng núi chúng mất lợi thế và sẽ bị tiêu diệt. Quan quân của ta đánh Lào chỉ cốt ngăn ngừa sự phá phách của chúng, chứ không có ý định chiếm đất do một lẽ rất dễ hiểu. Xứ Lào nhiều lam sơn chướng khí, đường đi toàn qua các nơi sơn cước cực cảnh khó khăn cho việc tiếp vận giặc Lào vì vậy không bao giờ trừ tiệt được. Và qua nhiều triều đại đã làm cho các vua quan của ta hao người tốn của không phải là ít. Nếu như các vua ta có ý mở mang về Tây Nam thì rừng núi Chiêm Thành còn chế ngự, còn chế ngự được huống hồ xứ Lào. Có điều điều này làm chúng ta ngày nay phải ngạc nhiên hay khó hiểu là các triều đại xưa kia luôn luôn bị nạn phá phách ở các vùng biên giới vậy mà không thiết lập những cơ cấu phòng thủ vững vàng ở các nơi này. Phải chi chúng ta có những bộ đội trú phòng đứng đắn, mạnh mẽ và có các viên tổng binh hay chấn thủ chuyên môn về biên viễn thì đâu đến nơi các vua phải luôn luôn xuất trinh, binh tướng phải mỏi gối trồn chân trên những quãng đường sơn xuyên ngàn dặm kể như các châu địa lý bố chính chiêm nhường cho ta nay có đi mai rằng lại thì đủ rõ bởi vấn đề này thổ đó không được đặt ra chính quyền của các vương triều lại chỉ thu hẹp ở miền trung châu bắc việt nên chúng ta chẳng phải chỉ bị cái nạn hao tổn tiền tài sinh mạng vì các việc động binh mà mua vua chúa tướng suý lại còn có khi tiêu cả danh có khi tiêu ma cả danh dự của dân tộc bên sườn núi các hạt thuận châu hóa châu nữa trường hợp đoàn như hải vua dệ tuệ tông chẳng hạn thiết lập các bộ đội trú phòng là một sự tổn phí cho công quỹ của triều đình chăng theo thiển ý điều này chẳng đúng từ thanh nghệ qua thuận hóa thiếu gì đất mới đất rừng mới hoàng đế khai khẩn các vùng duyên hải lại là những kho ngư lợi vô tận chứng cớ sau này có cuộc trịnh nguyễn phân tranh nạn nhân mãn ở vùng Trung Châu, Sông Nghi, Bành Trướng, tiền nhân của ta mới nghĩ đến mọi vấn đề phương Nam và đã áp dụng mọi biện pháp thích nghi. Việc này đã đưa lại những kết quả thế nào chúng ta đã thấy và đứng trước các kết quả tốt đẹp, kết quả của cuộc năm tiến. Ta càng tiếc các tiền triều không lo tinh sớm các vấn đề phương Nam mà vấn đề biên cảnh tất nhiên phải giải quyết cùng một nhịp để đến nỗi. Thế kỷ này qua thế kỷ khác dân tộc phải chịu bao nhiêu vất vả nhọc nhằn do sự quấy phá của giặc Mọi việc đáng chú ý ngay từ đời Minh Tông đến Hiến Tông đã có nạn đói khổ trong dân chúng. Các nhà cầm quyền không thi hành được điều gì tốt đẹp về kinh tế và xã hội. Tuy có việc phát thuốc hồng ngọc xương hoàn trị bách bệnh cho nhân dân, cấp tiền gạo cho người nghèo, lập tào thương tức kho thóc thu của dân để dùng vào việc phát triển năm cai hiệu thứ 8, tức năm 1336, theo lời đề nghị của Nguyễn Trung Ngạn. Hiến Tông làm vua đến năm Tân Tị, 1341 thì mất ở ngôi được 13 năm thọ được 23 tuổi. 7 Trần Dụ Tông 1341 đến 1369. 1. Việc chính trị, 2. Việc giao thiệp với nước Tàu, 3. Việc giao thiệp với Chiêm Thành, 4. Việc dương Nhật lễ. Vua Hiến Tông không có người kế tự, Minh Tông Thượng Hoàng cử người em tên là Hạo Lên Thay, tức vua Dụ Tông. Trong khoảng các năm thiệu phong, 1341 đến 1357, Thượng Hoàng còn sống, vẫn còn cầm cương nảy mực cho triều đình. Việc dân nước chưa đến nỗi quá tồi tệ, dẫu vậy mấy năm mất mùa đã xảy ra khiến dân tình đã đau khổ lại đau khổ thêm nữa. Triều đình không có cơ cấu hay tổ chức nào có hiệu lực để đề phòng tai nạn cho nhân dân. Bởi vậy, lâm đến việc thủy tai, hạn hán, dân chúng không còn trông cậy vào đâu hết. Sinh lực quốc gia mòn mỏi dần. Từ năm đại trị 1358, Thượng Hoàng qua đời. Các lương thần như tướng Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng chết đi. Trần Triều bắt đầu xuống dốc rõ rệt. Nạn gian thần lan rộng trốn cung đình. Việc triều chính đổ nát không ai tha thiết. Một người cố vãn tình thế gây lại kỷ cương trật tự là ông chu văn an một đại nho và một danh thần còn sót lại đã dâng sớ xin chém bảy tên quyền thần nhưng không được nhà vua chấp thuận ông liền cáo quan về ẩn giật ở núi trí linh bài sớ thất trảm của ông đáng kể là di tích của sĩ khí sĩ phong thuở ấy một việc chính trị Vua Dụ Tông ham dự trẻ ăn chơi, dâm dật, xây cung điện, đảo hồ, đắp núi. Chiều đường là một cái sòng bạc công khai, quán rượu thường xuyên hay một sân khấu ngày đêm náo nhiệt. Nguyên khi đánh được giặc nguyên có bắt được một tên hát bội là Lý Nguyên Cát. Tên này được ở lại nước ta làm trùn dạy múa hát. Từ đấy ta có nghề hát bội và nghề này chẳng bao lâu lan tràn khắp nước ta. Các vương hầu công chúa phải đặt các vở tuồng để giúp vui vua quan thi nhau rượu chè bé bét, người nào uống nổi trăm thăng được thưởng hai chật. Các nhà giàu ở Đình Bảng, Bắc Ninh và Nga Đình, Sơn Tây được mời vào kinh dự cuộc đen đỏ, có tiếng bạc tới 300 đồng vàng. Hơn nữa, người ta còn xâm phạm vào quyền lợi kinh tế của nhân dân. Các quan hầu của vua chúa chiếm cả bãi sông Tô Lịch là đất trồng rau của người nghèo. Nơi này từ đấy mang tên là phường vườn rau. Cung nhân cũng làm quạt đem bán lấy lợi các quan chức cũng đổ xô chiếm hết nguồn sống của đại chúng, gây nên một tình thế xã hội rất eo hẹp quẫn bách. các hiền tài ngao ngán không ai chịu xuất đầu lộ diện. cái hậu quả của nền chính trị bại hoại này đã phát sinh ra nhiều mối loạn trong nước, ngô bệ giấy loạn ở Mạn Hải Dương, các đám giặc cỏ khác cũng nổi lên ở nhiều nơi cướp phá dân chúng, nạn đói kém dối gen liên miên năm này qua năm nọ gần như một tình trạng thường xuyên báo hiệu ngày tàn của một triều đại. Nội tình quốc gia thê thảm đến thế thật là hết chỗ nói. 2. Việc giao thiệp với nước Tàu Trong giai đoạn này bên Trung Quốc nhà Nguyên cũng suy vong. Bọn Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Trương khởi binh lật đổ nhà Nguyên. Chu giới nghiệp ở đất Từ Châu, tỉnh An Huy, cướp được thành Kim Lăng và 15 năm sau nhà Nguyên bị rớt hẳn. Năm Mậu Thân 1368, Chu Nguyên Trương tức Minh Thái Tổ thống nhất thiên hạ Trung Quốc dựng lên nhà Minh. Vì phải lo sửa sang và chỉnh đốn nhiều việc nên Minh Triều chưa kịp có một ý định thôn tính nước ta ngoài việc phái sứ sang dụ. Lê Bộ Thị Lang Đào Văn Đích được cử đi tiến cống. Được cử đi tiến công, đó là một sự may mắn đặc biệt ví như lúc này Trần Triều phải đương đầu với một cuộc xâm lăng của Bắc Phương. Kết quả sẽ như thế nào ta không cần phải tưởng tượng. 3. Việc giao thiệp với Chiêm Thành Trong thời kỳ nước ta bạc nhược, Chiêm Vương chế An Nam qua đời. Con là chế mộ và rẻ là bồ đề tranh nhau ngôi vua, dân chiêm theo bồ đề. Năm Nhâm Thìn 1351 chế mộ quả chạy sang Đại Việt yêu cầu giúp đỡ. Năm sau quý tỵ 1353, vua dụ tông cho quân đưa chế mộ về nước, quan quân tới cổ lũy thuộc Quảng Ngãi, thuộc Quảng Nghĩa thì bị quân của Bồ Đề đánh bại phải bỏ chạy, chế mộ thất vọng chẳng bao lâu thì chết. Từ đấy chiêm khinh thường thực lực của ta nên hay đem quân quấy phá biên giới. Năm Đinh Vị 1367, đoàn quân viễn trinh của Trần Triều do Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình lãnh đạo qua chiêm thành bị quân chiêm phục kích chiêm bắt được trần thế hưng còn đỗ tử tử bình phải lui quân đỗ tử bình là tay đại định thần dưới triều dụ tông trong khoảng 13 năm hai lần thua trận nước ta mất hết phong thể và uy tín từ trong ra tới ngoài vua tôi vẫn ham chơi không hề lo đến việc khôi phục và hoán cải tình thế trái lại lúc này dân chiêm trở nên mạnh dưới trịnh dưới chính sự tráng sáng suốt của chế bồng nga là một ông vua anh hùng có tài chiến trận giỏi việc trị nước. Năm Mậu Thân 1368, người Chiêm đòi ta trả lại đất Hóa Châu, tức Châu Địa Lý, Bố Chính và Ma Linh mất về ta dưới đầy Lý năm 1103. Một mặt họ xúc tiến chính trị nội bộ, một mặt họ thao luyện gắt cao binh đội. Quân Chiêm phải chịu tập tành ngày đêm cho quen với sự khó nhọc. Họ đặc biệt lợi dụng ưu thế tượng trận, nghĩa là dùng voi để mở đường cho cuộc tấn công. Nếu tấn công không lợi thì họ lại dùng voi để đoạn hậu, tức là ngăn lối tiến của đối phương. Chiến pháp này có hiệu quả tốt đẹp nên sau này mấy phen người chiêm tha hồ kéo nhau đến làm mưa nắng trên cõi Việt Nam. 4. Việc dương nhật lễ Năm kỷ dậu 1369, Dụ Tông qua đời vì dâm giật quá nên không con. Triều đình định lập cung định vương phủ là anh vua Dụ Tông lên làm vua bị bào huệ từ thái hậu phản đối nhất định lập con nuôi của cung tức vương là dương nhật lễ thế là bỏ họ trần mà lập họ khác dưới đây có người phường tuồng trước đây có người phường tuồng dương khương diễn trò quả đầu tiên cho vợ thủ vai tây vương mẫu vợ dương khương bấy giờ đang có thạ mang hai tháng khéo điểm phấn son nên rất ưa nhìn cung túc vương dục là con vua minh tông mê quá liền cướp lấy làm vợ để ra nhật lễ dụ tông mất đi để di chiếu cho nhật lễ nối ngôi có lẽ dụ tông mê cậu bé như mê mẹ nhật lễ lên làm vua được ngót hai năm 1369-1370. cũng dâm dật cũng yến ẩm suốt đêm ngày lại có ý đổi lại họ cũ họ dương giết thái hậu và cung tinh vương trác cung định vương phủ và cung tuyên vương kính cùng các cốc tông thất phải chạy ra ngoài đem quân về giết được nhật lễ theo việt nam sử lược cung định vương phủ sợ bị hại vì tính khí nhu nhược lại không có ý cạnh tranh nên bỏ trốn trên mạn đà giang sau cuộc dối ghen này cung định vương phủ về làm vua tức là nghệ tông Việc sử toàn thư tác giả phạm văn sơn thực hiện ban biên tập trong web việt sử.org phần 3 chương 7 còn tiếp.